Ừ, anh đây, chú về nhà chưa? Em vừa về đấy nhà. Dạ, thì chút nữa có anh có chút việc nha. Vâng, em cũng tính ra định sang thăm anh luôn đây. Ừ, ok. Ừ, đây à, anh đây. Vâng, thưa chủ tịch. Trông nữa, anh sang thăm anh Hổ. Em muốn giúp anh rượu nhá. Dạ vâng. Loại tốt nhất, nhanh lên giúp anh đang cần đi gấp. Vâng, em nhớ rồi ạ. Em mua xong rồi anh ạ. Thế ra đầu đường đợi anh chút, nhanh đón nhá. Làm cái gì vậy? Mua à? Tôi xin lỗi. Anh mở cửa mà không để ý à? Tôi... Anh làm vỡ hết hai chai rượu của tôi rồi đấy này. Tôi xin lỗi cô, tôi không cố ý. Cái gì? Xin lỗi á? Anh xin lỗi thì có ích gì chứ? Anh có biết là tôi vừa mới mua không hả? Chuyện này không may xảy ra, tôi sẽ đền cho cô. Liệu anh có đền được không? Tôi có một chút việc bận cho ông chủ, nên tôi đang cần đi gấp. Cô nói đi. Một chai 10 triệu, hai chai 20 triệu. Cái gì mà một chai 10 triệu chứ? Có gì đâu mà anh ngạc nhiên thế. Đây là rượu hảo hạng, một chai 10 triệu là chuyện bình thường mà. Anh đền cho tôi đi. Số tiền lớn như vậy, ở đấy tôi không có. Đấy là việc của anh. Hôm nay anh không đền tiền cho tôi thì không xong với tôi đâu. Có chuyện gì thế em? Anh ta va phải em, làm vỡ mất hai chai rượu anh ạ. Em đã mất đền anh ta đây. Em chào anh ạ. Chuyện này là không may, mong anh chị bỏ qua. Bỏ qua á? Bỏ qua làm sao được mà bỏ qua hả?
Bây giờ tôi bỏ qua cho cậu thì ai bỏ qua cho hai cái chai rượu của vợ tôi? Bao nhiêu tiền em? 20 triệu anh ạ. Tôi xin lỗi cậu, vợ tôi nói nhầm. Em cảm ơn anh. Mỗi chai là 50 triệu, tổng cộng hai chai là 100 triệu nhá. Cậu báo đền tiền cho tôi đây. Cái gì? Sao lại vô lý như thế được? Chả có cái gì là vô lý ở đây hết đấy. Nói tóm lại, cậu đền tiền cho chúng tôi đây. Số tiền lớn như vậy, làm sao mà tôi đền được chứ? Đấy là việc của cậu. Anh đợi tôi một chút, tôi gọi một cuộc điện thoại. Alo anh ạ. Tuấn Anh à, em mua xong chưa? Em đang gặp một chút chuyện. Em không may làm vỡ chai rượu của người ta. Giờ người ta đang bắt đền em ạ. Sao cơ? Em đang ở đâu? Dạ, em ở gần chỗ mua rượu ạ. Thôi được rồi, em cứ bình tĩnh. Bây giờ em qua luôn đây. Dạ vâng. Sao? Tóm lại bây giờ có đền tiền không? Anh chị đợi một chút ạ. Chủ tịch, còn mấy giấy tờ cần anh ký ạ. Em ơi, đưa anh chìa khóa xe. Xe đi rửa rồi ạ, để em lấy xe khác cho anh. Mất bao lâu? Xe để ở bãi, về đây thì mất khoảng 5 phút ạ. Thôi được rồi, anh đang vội, anh bắt xe đi cũng được. Anh chị cứ bình tĩnh, đợi một chút ạ. Bình tĩnh thế nào được? Tao nói cho mày biết nhá, tao là tao hết kiên nhẫn đấy. Bây giờ như nào, tao hết kiên nhẫn rồi đấy. Bây giờ như nào, mày muốn như nào hả? Dừng lại! Anh, có chuyện gì vậy? Em không may làm vỡ hai chai rượu của họ. Họ bắt em đền 100 triệu ạ. Này, bây giờ người của mày đến rồi ấy, mày xem xử lý như nào. Hai người cứ bình tĩnh. Tôi có am hiểu một chút về rượu vang, để tôi xem đã. Có phải hai người vừa mua rượu ở Việt Ý Quay không? Ở đây có một chai rượu vang hoàng đế giá 340.000. Còn chai vang tình yêu giá là 450.000. Tổng cộng chưa đến 1 triệu. Vậy mà hai người bắt đền những 100 triệu. Hai người có thấy vô lý không? Vô lý cái gì mà vô lý? Này, tôi nói cho ông biết nhá. Ông thì biết cái gì về giá? Vợ tôi là người mua thì vợ tôi mới biết giá chứ. Thế thì vui lòng cho tôi xem hóa đơn. Hóa đơn cái gì mà hóa đơn? Này, tôi nói cho ông biết nhá. Với những cái loại rượu nó hảo hạng như này thì không có hóa đơn gì hết. Nói chung lại, đền tiền cho tôi đi. À, ông chưa biết tôi là ai đúng không? Tôi ấy là giám đốc của công ty Đa Gia đấy, biết không? Không biết à? Thế có biết tập đoàn truyền thông và quảng cáo SVM không? Anh ấy... Tôi biết. Tôi nói cho ông biết, hai chai rượu này là vợ chồng tôi mua để biếu chủ tịch của tập đoàn SVM mới về nước. Tôi hỏi ông, như thế đã đáng giá 100 triệu chưa? Sắp tới, công ty chúng tôi ký một hợp đồng quan trọng với tập đoàn SVM. Không có hai chai rượu này, có ông liệu hồn này, đền tiền cho tôi. Thế ông có biết anh ấy là ai không? Là ai? Anh ấy là chủ tịch của tập đoàn SVM. Mới từ nước ngoài về đấy. Cái gì? Chủ tịch của tập đoàn SVM á? Đùa hơi lố đấy em ơi. Anh ơi, chủ tịch của tập đoàn SVM kia kìa. À, mày nhìn bộ dạng của cái thằng này đây. Ăn mặc thì lôi thôi lếch thách, đến đây thì lại đi xe ôm đến. Tao nói cho mày biết đấy, thằng này mà là chủ tịch của tập đoàn SVM ấy thì tao là chủ tịch của tập đoàn Google đấy, biết không? Đùa cái gì ấy thì đùa cho nó có logic một tí. Chủ tịch đi xe ôm mà. Thôi, không phải cười nữa. Tóm lại là bây giờ ông bắt tôi đền 100 triệu đúng không? Đúng rồi đấy, mau trả đi. Được rồi. Tân à, em mang 100 triệu tiền mặt qua đây giúp anh nhá. Anh gửi định vị cho em luôn đây. Nhanh lên nhá.
Này, tôi nói cho ông biết nhá, trong vòng 10 phút nữa mà không có 100 triệu ấy thì cả ba người không xong với tôi đâu. Em chào anh Tân ạ. Chào anh. Hóa ra quen biết nhau à? Dạ thưa chủ tịch, anh ta là giám đốc của công ty Daza. Sắp tới công ty của chúng ta định ký với anh ta một hợp đồng về viral clip anh ạ. Cái gì? Anh vừa bảo anh ta là chủ tịch á? Là sao? Đúng vậy. Anh ấy là chủ tịch của FVM. Anh ấy vừa đi nước ngoài về. Tiền của anh đâu? Ra đây ạ. Đây là 100 triệu. Cậu cầm lấy đi. Dạ. Dạ thưa anh, em không dám cầm đâu ạ. Em sai rồi, mong anh tha lỗi cho bọn em ạ. Không sao, cứ cầm lấy. Dạ. Hai chai rượu này là bọn em định mua tặng anh đấy ạ. Khá đấy. Cũng biết tôi thích uống rượu gì cơ à? Dạ, em cảm ơn ạ. Thế cậu nghĩ tôi không có tiền để mua mà phải uống rượu của cậu à? Đây, 100 triệu tiền đến hai chai rượu. Cầm lấy. Dạ. Còn chuyện ký hợp đồng em hủy cho anh nhá. Dạ vâng ạ. Anh ơi, mong anh cho bọn em thêm một cơ hội ạ. Hợp đồng này thực sự rất quan trọng với công ty em. Mong anh giơ cờ đánh khẽ ạ. Thế tôi hỏi cậu, lúc nãy người ta không may làm đổ chai rượu vang của cậu, tại sao cậu không cho người ta một cơ hội mà cậu bắt đền những 100 triệu, một số tiền không tưởng như vậy? Dạ, em xin lỗi ạ. Tôi nói cho cậu biết, sống ở đời ấy, thì phải có chừng mực một chút. Cái gì cũng có luật nhân quả của nó cả. Cậu đối xử tốt với người ta thì người ta đối xử tốt lại với cậu. Nhưng cậu làm điều xấu ấy thì cậu sẽ gặp quả báo thôi. Chào cậu. Anh. Đưa sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ quảng cáo số điện thoại 0859 11 3333.